Hello, chào mừng các bạn quay trở lại với Chola Channel. Để trong video ngày hôm nay thì mình sẽ đem đến với các bạn một sản phẩm đồ chơi, có thể nói là đồ chơi mà mình trước đây mình chưa từng review. Đó là kiểu xe mô hình và kích thước của nó, tỷ lệ của nó so với thực tế là 1:18. Có nghĩa là chiếc xe thực tế của nó sẽ gấp 18 lần so với chiếc xe mô hình này. Chiếc xe hôm nay mình đem đến với các bạn nó có tên là Ford Delus 1939, rất là cổ điển. Và chiếc xe này của hãng Ford cũng là một hãng xe ô tô rất là nổi tiếng ở trên thế giới hiện nay. Ok, thì cái dòng xe này thì như các bạn thấy, có thể thấy ngay cái kiểu dáng của nó rất là cổ, đúng không nào? Được chế tạo từ hãng Nga sản xuất xe mô hình khá là nổi tiếng, đó là Maisto. Thì thương hiệu này thì vốn đó là nó rất là nổi tiếng về một cái điểm, đó là cái lớp nước sơn bên ngoài của xe rất là chất lượng. Cái nước sơn này đó là nước sơn lớp sơn tĩnh điện, và cái thứ hai đó là cái độ bám bền rất là tốt. Nếu mà sản phẩm mà nó không chất lượng thì cái lớp sơn này sẽ rất dễ bị bay màu này các bạn, sau một thời gian các bạn sử dụng. Cái trọng lượng của nó cũng khá là nặng các bạn nhé, trọng lượng này rơi vào khoảng tầm 2 kg. Một chiếc xe mô hình trong tầm giá khoảng gần 1 triệu đồng thì những cái kết cấu chi tiết của nó cũng khá là giống, có thể nói là giống đến 80-85% so với chiếc xe thực tế. Các bạn có thể quan sát chiếc xe này thì mình sẽ đi cho các bạn thấy những cái chi tiết thiết kế của chiếc xe này, như là phần mặt dưới này, bánh xe, gầm xe, cũng như là những cái thành phần như là mui chiếc xe, capo này các bạn này, nắp capo chúng ta có thể mở lên đó. Rồi ở phía bên trong xe các bạn thấy là ghế này, rồi là bánh lái này, kính, cũng như là phần đuôi xe, cốp xe này, nắp này, cốp sau này. Những chi tiết có thể nói là giống đến 80% so với xe thực tế và được làm rất là gọn gàng các bạn nhá, rất là chắc chắn. Một chiếc xe với cái kiểu dáng thiết kế rất là cổ điển, từ năm 1939. Ford Delus, một cái thương hiệu xe khá là nổi tiếng vào những cái thời điểm đấy. Kiểu dáng xe như thế này thì phù hợp với những người mà yêu thích cái sự cổ điển. Sản phẩm này thì có giá khoảng gần 1 triệu đồng và đang có hàng sẵn tại cửa hàng Chola Store. Những ai quan tâm về sản phẩm này thì hãy click vào đường link ở phía dưới phần mô tả của video này các bạn nhé. Video của mình hôm nay xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và nếu như cảm thấy video này nó thú vị thì hãy ủng hộ channel của mình, like video, nhấn subscribe, nhấn chuông để đón xem những video mà mình sẽ ra mắt trong tương lai các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.